chỉ là phiên bản đồ chơi của chiếc xe đó thôi, nó chỉ là phiên bản tập bè thôi chứ không có phiên bản thật. Ghê vậy. Sao mà ai mà đồn làm gì nói được F4. À Antares F4 là thoát ra đó là ta không coi nữa đó. Trời ơi thôi. Nhóm chúng tôi là chỉ bán hàng cho vui thôi, và đặc biệt là hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ sản phẩm này xuống quay và nghe hai ngày bên nữa. Nếu là hỏi anh em chúng tôi là nếu có được cái xe nhưng không, đó chỉ là phiên bản đồ chơi của chiếc xe đó thôi. Đó chỉ là phiên bản tập xe thôi. Tôi thấy là anh Huy là người đã dễ nhiều nhất. Quay MV mà quay mặt mình nhiều quá, tôi không thích. Nếu mà quay MV thì chỉ nên lấy giọng khác thôi, và chỉ nên quay thứ hai tôi và anh Lê Dương Bảo Lâm thôi. Tại để nhường sân khấu lại cho anh em, chỉ nên là hát thôi. Quá trời hỏi nhiều. Nếu mà tổ chức một đêm nhạc thì chúng tôi cũng đã đặt tên cho ban nhạc này là RAGE, đó là Raje, ban nhạc Raje tiếng Việt cũng là ban nhạc Raje thì thôi. Tức là chắc đánh chống thổi kèn của tổ chức tên tôi là tôi. Ritman là một YouTuber gọi là của nước kim cương ở Việt Nam. Họ rất là khó mời nên vì đấy khúc cách xây chúng sẽ được giữ bí mật, vì là khi mà nói ra thì chúng tôi sẽ bị rạn nước tình cảm anh em. Rồi chúng tôi chỉ là cách xây và tình cảm mà thôi. Dạ, còn về anh Tâm á, thì chúng ta sẽ một cái dự án phim thì em cũng có nói là để mời được anh Tết cùng quay. Khó thì có mang ngày để quay được dự án phim thôi, còn nhiều khi là cái dự án là có khó thì chúng ta sẽ không khó lắm, bởi vì Lâm rất là dễ thương và mời Lâm để cơ đội thì tập mấy liền. Tức là Lâm cũng nói là khi nào bắt nhập hợp thì anh mời Lâm để mà mấy anh em có thể vô uống một dòng.
Không có, chúng tôi đã cắt thánh này đã có một cái sụt riêng, tức là không nghe coi MV xong thấy hấp dẫn quá muốn xin một cái file ghi hình riêng của mình để dựng MV. Và trong bài hát này thì có một điều kiện, đó chính là xin phép Huy là lấy bài hát đi hát luôn, đi diễn luôn thì Huy cũng ok. Là Thánh sẽ đi diễn bài hát này ở những cái tụ điểm là chung với Huy luôn. Bạn thì Hiếu thì có thể là một cái đồng nghiệp làm chung với Huy, nhưng mà còn hai bạn kia thì cái vai trò là gì trong MV? Cái thứ hai nữa là có một cái cảm tính hơi tiếc là hai cái siêu xe nó chạy đồng á, nó có ý nghĩa gì mà mình đã lấy được hai cái xe đó nhưng mà mình không có zoom lại và làm nổi bật cái cảnh đó thì thấy hơi phí. Huy có nghĩ vậy không? Và câu thứ ba là cái hình tượng thánh tử này thì là do ý tưởng của Huy hay là của ai? Và cái đôi chỗ cái lời hát nó không rõ thì Huy có nghĩ đến cái việc là việc sức ở khi mà mình phát hành chính thức cái không? Xin hát. Vâng, xin cảm ơn Hồng rất là nhiều. Em trả lời câu hỏi đầu tiên đi ha, là lý do tại sao là có xuất hiện của hai người đang là DJ Mỗi Lập với lại là Chris Mann. Thì như thế này, tức là trong hành trình của em á, ở một giai đoạn thì em đều có một cái dấu ấn riêng với lại những cái vai trò của mình khác nhau, từ MC, diễn viên cho tới game show. Thì trong năm 2022 thì rất may mắn khi là một thành viên của gia đình Hai Ngày Một Đêm. Nên vì thế là trong MV này á, em muốn là tất cả những gì mà gọi là đầu tư nhất của mình sẽ được hiện trên MV này, và nó cũng sẽ ghi lại một dấu ấn một lần nữa trong hành trình làm nghề của em. Và khi mà cho bên này không những là có mấy anh em như là Chris Van, như là Long Đông, mà có cả anh Giang cũng như là anh Tuấn xuất hiện trong vai trò bất ảnh, nhưng mà tụi em cũng đáng phải xin phép đàng hoàng, anh Tuấn đứng lại đầu là cái vai anh nằm trong quần tắm đó đó. Nhưng mà cuối cùng ảnh bị ảnh hay chạy xô, ảnh giảm cân, anh siết quá, ảnh ốm quá, vô không ổn được. Và nhân đây thì cũng gửi lời cảm ơn như thành viên của em đến tất cả những người anh em trong Hai Ngày Một Đêm, đặc biệt là hôm nay có Chris Van nè, cô em thứ hai là đang đi đóng phim rồi, còn Lâm thì đang chạy show. Nhưng mà cảm ơn rất nhiều những người anh em đã lúc nào cũng giúp cho công viên với là đồng hồ Huy từ lúc mà sáng cho tới gần 3-4 giờ khuya mà không bao giờ mà cảm thấy mệt mỏi than vãn gì hết. Cảm ơn mấy anh em rất nhiều. Dạ, em xin thay mặt Huy để trả lời về cái chi tiết mà đã thuê được hai chiếc siêu xe rồi nhưng mà sao không khai thác triệt để. Dạ, thì đối với em thì trong một cái sản phẩm này của Huy thì em sẽ có những cái khiên để em nhấn thôi. Dạ, thì cái khiên, cái siêu xe không phải là một cái điểm mà tụi em muốn nhấn, nó chỉ là một cái một cái công cụ để nhà cô cho nữ chính dùng để mà bao vây bốn bạn nam ở trong cái vòng quay đó, để cho nó hợp cái câu là tất cả nó nghiêm, không được nhúc nhích, không được nhúc nhích ạ. Dạ, cảm ơn câu hỏi của anh. Dạ, quả là một MV quá đầu tư đúng không quý vị? Đã thuê hẳn hai chiếc siêu xe là cho cái cảnh rồi, bao bài đó thôi. Mình còn câu thứ ba nữa. Dạ, câu thứ ba thì về chủ đề việc sức. Dạ, thì nãy em có nghe bảo audio rất là nhiều rồi, tức là đúng rồi, cái âm thanh thì ở đây nó đang bị dội lại, thì đấy là cái phần lời nó sẽ không được ổn định lắm, nhưng mà tụi em cũng sẽ có một phần việc sức ra về mấy thứ tiếng lận, bởi vì là tụi em nên nhâm nhe là một nhóm nhạc để tấn công thị trường thế giới. Đó là ước mơ tụi em thôi. Hy vọng là sẽ có phần kỳ sức để cho tất cả các khán giả ở nhiều nơi mình nghe. Dạ, và còn thêm một cái ý nữa là hình tượng ở trong MV này là của anh hay là của chị Thừa? Hình tượng thám tử trong MV này đó là từ ý tưởng của giám đốc sáng tạo, đó là Alex. Mà hôm nay là Alex đi có một việc bận nên không tham dự được ạ. Dạ. Trong ý kiến của ngày hôm nay thì có thêm vị trí của giám đốc sáng tạo. Dạ. Hành trình của mình là phải có một MV. Mình phải mời tất cả những anh em đã từng cộng tác với mình, bởi vì dù có rất nhiều với trong cuộc đời hành trình của mình thì họ cũng là một cái phần kỷ niệm, cũng là một phần để mình có thể trưởng thành nhiều hơn. Nên vì thế là cho cái kỳ này để mà mời được những anh em trong dàn cast của Hai Ngày Một Đêm, cũng như là lần trước là trong MV thì mời mấy anh em trong Running Man, thì mình cũng phải rất là cân nhắc rất là kỹ để mà làm cái MV thật là hoành tráng. Thì đối với Huy thì cái phần mà cái thành công của MV ấy, chắc chắn là sẽ mong đợi rồi, nhưng mà cái mong đợi nhất của mình đó chính là sản phẩm.
Và sau này khi mà mấy anh em có lại với nhau á, thì nhìn sản phẩm này em sẽ cảm thấy là rất là tự hào, với cảm thấy là thì ra chúng ta cũng đã từng một phần của nhau. Hoặc là sau này có những dự án tiếp theo thì sẽ mời đến tất cả mọi người luôn. Đối với Huy thì cái tình cảm nó quý hơn là cái mình có thể làm một cái sản phẩm mà hit hay là top trending. Thì đó là tại sao mà mỗi MV, mỗi thời điểm Huy sẽ mời những người anh em đã từng là một phần cùng đời mình vào MV của Huy. Sơ hở là mời đó quý vị.